Mình chào các bạn. Hôm nay thì bên mình đã câu bình nổ máy chiếc rim, chuẩn bị ship đi nha. Ship đi nha. Đây rồi, bạn Trần Phi Hùng ship tận nhà Châu Đốc. Thay mặt cửa hàng Bảo Duyên cảm ơn bạn Hùng rất là nhiều nha. Trần Phi Hùng nha, có tên rất là đẹp. Địa chỉ hàng Bảo Duyên là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nha các bạn. Đây rồi, đây là cặp gương của xe, còn cái phần yên nữa các bạn, nó cực kỳ nặng luôn, nó rất là nặng ha. Đây ở dưới nè, mời các bạn xem ở dưới nè. Về giá bán, về phí ship, mời các bạn liên hệ ngay với nhân viên để tư vấn chi tiết, bởi vì bên mình sẽ ship toàn quốc cho các bạn nha. Rồi, tạm thời mình đỏ nó đây nha, các bạn nhìn mọi chi tiết của nó nè ha. Rồi ok ha, tạm thời vậy đi. Nào, mình sẽ nổ máy. Mình nhắc lại về giá bán, về phí ship, giấy tờ, hồ sơ thủ tục, các bạn liên hệ ngay với nhân viên để tư vấn chi tiết. Công tắc đèn nè các bạn. Rồi, mở đèn nha. Nó có hai nấc. Nấc đầu tiên mình mở á là nó cháy cái đèn này nè các bạn. Đó, bạn nhìn thấy nha. Một ha, tắt nè, mở nè. Hai nè, thấy chưa? Rồi, xi nhan. Và bốn số. Một, hai, ba, bốn số ha. Rồi, 3, 2, 1. Rồi, mình sẽ gạt số 1 nha. Mời các bạn xem. Đây là phiên bản màu xanh nha các bạn. Bản màu xanh 2024 nha. Cụm đèn hậu. Màu xanh cực kỳ đẹp, với tem vàng đồng, logo NSX ở đây, tem phối đối xứng hai bên là bản 24 nha. Đèn này là đèn LED, bóng đèn xi nhan là bóng đèn halogen. Rồi ok ha. Hiện tại thì bên mình còn đầy đủ màu nha, các bạn liên hệ ngay với nhân viên đi để mình tư vấn chi tiết hơn. Và nhìn cụm đèn phía trước nè, rất là đẹp nha các bạn ha. Đó, nó kiểu như 3D á các bạn ha. Cái chỗ này nè, soi kỹ cụm đèn xi nhan nè, rất là đẹp. Đây, mạ vàng hết. Đồng hồ đặc trưng mà xe của Campuchia là màu vàng ha, màu vàng thế này rất là đẹp, mình gọi là mạ vàng thôi nhưng mà nó là màu tem màu vàng đó các bạn. Rim, rim là chữ 3D nha, tem 125 FI nha các bạn, phun xăng nha, nước sơn động cơ rất là đẹp. Đây bản 24 thì cái cần đạp thắng này với cần số là họ mạ chrome luôn ha, chrome luôn nha các bạn. Đây nè, giống như vậy nè, sáng bóng thế này, thắng đùm trước, thắng đùm sau, hộp là có tinh chỉnh nha, hai nấc như thế này đó ha. Cụm đèn hậu nè, bên mình ship toàn quốc nha các bạn. Phí ship sẽ là miễn phí ở trên tuyến quốc lộ 1A nha, từ Sóc Trăng tới Sài Gòn và Sóc Trăng quay về Cà Mau là sẽ hoàn toàn miễn phí. Ship tới Hà Nội cũng chỉ từ là 500.000 thôi. Đây, sáng loáng ha, như cây kiếm. Chiếc cúp này là các bạn, là ship đi Thanh Hóa đó ha, Super Cup 125 nội địa Nhật, ship Thanh Hóa. Còn chiếc này là ship tặng nhà Châu Đốc. Mình quay xong là sẽ lên xe về nhà liền đó các bạn.
Đây cũng động cơ. Quấn luôn nha các bạn, quấn và ship tận nhà nha. Tại của chú Tệt đã đến cửa hàng rồi, chuẩn bị chờ lên xe. Đây các bạn nhìn nè, trước khi mà giao, bên mình sẽ là có hai nhân viên test lại sức xe ha, giấy tờ, hồ sơ thủ tục và chức năng của xe các bạn. Đầy đủ hết rồi, mới quấn. Quấn là quấn như thế này. Đây, quấn như thế này nè các bạn. Đó. À, quay test lại chức năng rồi kiểm tra phụ kiện đầy đủ ha, ngay cả cặp gương thôi không kiểm tra nha các bạn. Giấy tờ phía sau đó các bạn thấy không, và xe mình nói thế này nè, tất cả các dòng xe đều không có ba ga sẵn. Ba ga là mình phụ kiện rời, mình sẽ mua rời nha, giá nó từ 250.000 cho đến là 350.000 luôn, là ba ga loại 1 inox 10 ly inox 304. Ví dụ như cái ba ga này là 350 nè ha, ba ga này là 250 nè, hàng loại 1 nha các bạn, rất là dày. Rồi quà tặng lúc nào cũng phải có luôn là hai nón bảo hiểm, áo mưa, áo thun và hai cái móc khóa là tính đang cầm đây. Đó. Tặng khách nha các bạn. Lúc nào cũng phải có nha. Đó. Diệu lấy giấy tờ ra mà quay cho khách xem luôn nha các bạn. Phải đầy đủ nha. Nhập hải quan chính ngạch đó các bạn. Như vậy là anh trai quyết định lên 3 ga nha các bạn. Cái 3 ga này là 350.000 nha. Rồi, một lần nữa thay mặt khách hàng Mai Duyên cảm ơn anh Trần Thiên Hùng rất là nhiều, từ Châu Đốc, An Giang vẫn tin tưởng và ủng hộ khách hàng xe Mai Duyên nha. Địa chỉ cửa hàng một lần nữa ở số 67 đường Triều Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nha các bạn. Hiện tại phía trong cửa hàng bên mình vẫn còn rất là nhiều rim, đã không về thì thôi, về là phải về nhiều để các bạn thoải mái lựa chọn ha. Ví dụ như là kho cúp này, còn rim đây, màu đen, màu trắng, màu xanh. Tính ra là số lượng cũng giật đi khá nhiều nữa rồi các bạn, giật đi khá nhiều nữa rồi. Còn gì thắc mắc, các bạn liên hệ ngay với nhân viên để tư vấn chi tiết hơn về giá, phí ship, giấy tờ, hồ sơ, thủ tục. Các bạn chú ý ha. Bây giờ mình sẽ kết thúc video nha. Chào các bạn.